Yeah. À, xin giới thiệu với bạn, đây chính là phòng làm việc của tôi. Hello các bạn, anh em. Và như anh em cũng đã biết thì trong thời gian vừa qua tôi đã không ra video trong khoảng chắc phải một tuần luôn rồi đó. Lý do mà tôi không ra video thì chắc các bạn cũng biết luôn rồi, đó chính là tôi đang chuyển nhà mới đấy. Và ngày hôm nay thì phòng của tôi cũng đã xong rồi, cho nên hôm nay tôi sẽ review về phòng của tôi cho anh em xem nhé. Còn phòng của Kairon, Simmy, Camui với tôi dịch rất là nhiều người khác á, thì là mọi người sẽ review thì các bạn sẽ qua kênh mọi người để xem nha. Còn ngày hôm nay thì đi xem phòng của tôi thôi nào, let's go. Thì phòng của tôi á, thì tôi sẽ để cho anh em xem một cái tấm hình. Thì đây chính là cái tấm hình phòng của tôi trước khi mà chỉnh sửa. Còn đây, sau khi mà chỉnh sửa xong, anh em thấy là tôi treo rèm cái kiểu đúng không? Thì đây, xin giới thiệu anh em luôn. Cái rèm này là cái rèm để che lại giường ngủ của tôi. Thì có nhiều bạn hỏi tôi là ủa rồi xem cái hình của anh không thấy cái giường ngủ đâu hết. Thì đây, giường ngủ đây, nằm ở bên này nha bạn. Giường ngủ á, là giường ngủ này á, thì tôi chọn cái giường rộng rộng xíu đó, để kiểu ngủ cho thoải mái á. Mặc dù là tôi ngủ rất là ngoan, tôi chưa bao giờ mà tôi ngủ mà tôi hay lăn hết. Ông nào mà hay ngủ mà hay lăn lóc á, với lại hay ngáy ngủ á, thiệt làm phiền người khác lắm. Tính ra tôi ngủ có mình. Đó, nói chung là tôi ngủ rất là ngoan luôn, cho nên là tôi cũng không cần giường rộng đâu, nhưng mà thôi cứ cái giường rộng đi để cho nó thoải mái. Nói chung là đây là giường ngủ của tôi. Đấy, ở trước giường ngủ của tôi thì mấy bạn sẽ thấy là nó có một cái tivi ở đây. Thì cái tivi này á là tivi mà tôi lần trước tôi làm video và cho mấy bạn xem rồi. Đó, thì tivi cũ ở phòng tôi. Thì có một cái này nó hơi buồn cười xíu, chính là lúc mà tôi đang khoan cái màn hình tivi này tôi gắn lên tường á, thì vô tình là tôi để ngược cái tivi các bạn ạ. Nghĩa là tivi giờ đang bị ngược lại các bạn. Cho nên là tôi đang chờ tôi lắp lại đó mấy bạn. Nhìn đi. Nè, cái phần này là đáng lẽ phải nằm dưới đây nè, nhưng mà tôi lại lắp sao nằm trên đây luôn rồi đó. Ok. Còn dưới đây á thì sẽ là bàn tủ lạnh của tôi. Thì các bạn cũng biết là trước kia là tôi có một cái bàn. Thì cái bàn này là cái bàn để tôi làm thành tủ lạnh luôn. Ở trong đây thì tôi sẽ đựng nước ngọt nè. Rồi đồ ăn cái kiểu có chè. Có chè bắp, tôi khá là thích chè bắp đấy. Thì cái bàn này vừa làm cái bàn mà vừa làm cái tủ lạnh luôn. Thì cũng khá là tiện. Đó, nói chung là tôi ăn uống gì á, tôi ngồi xem phim, tôi sẽ ngồi tôi ăn. Đó, xem tôi xem. Đó, ok. Đây là phòng ngủ của tôi. Đó, tôi đóng rèm này ra. Buổi tối tôi ngủ thì tôi sẽ kéo rèm lại để cho ngủ cho thoải mái. Bạn hiểu không? Đấy. Toilet đi, toilet. Gì? Toilet hả? À đúng rồi. À quên nữa, trước khi vào trong cái phòng làm việc của tôi, cái phòng chơi game của tôi, thì có một cái này rất là đặc biệt tôi muốn khoe với anh em, đó chính là cái toilet của tôi. Tại sao toilet phải khoe? Đây cho các bạn xem. Thì đây chính là cái toilet của tôi. Đó, thì như các bạn thấy là toilet của tôi khá là rộng và nói chung là rất là tiện luôn. Tôi đang tính xây một cái hồ bơi ở trong đó bạn. Đó, đêm mốt tôi quay vlog hồ bơi kiểu cho các bạn xem. Đấy. Thì toilet của tôi nha, nó có một cái này rất là đặc biệt luôn. Các bạn xem nè. Các bạn nhìn thấy cái bồn cầu không? Bạn nhìn thấy không? Các bạn xem nha. Nó sẽ tự động mở lên. À, xịn chưa, xịn chưa? Ok. Thì cái toilet này của tôi á, như các bạn thấy là tôi mới vừa lại gần là nắp nó tự mở lên đúng không? Đấy. Cái toilet này tôi mới đầu tôi vô nhà này, anh em bảo tôi là Phong ơi, toilet của Phong xịn lắm đấy. Tôi kiểu ủa xịn là sao ta? Là toilet của mình bên trong là có bồn cầu bằng vàng hả hay gì ta? Không các bạn ạ. Tuy cái bồn cầu này nó không phải bằng vàng, nhưng giá của nó đắt bằng một cục vàng luôn đấy. Cái bồn cầu này á, nó có một cái mã code. Thì tôi dùng điện thoại tôi để tôi quét cái mã code đó, thì tôi chợt phát hiện ra cái bồn cầu này giá của nó là hơn 50 triệu. Một cái bồn cầu hơn 50 triệu. Trời ơi là trời. Mà cái bồn cầu này không phải là do tôi lắp nha. Tiền đâu lắp mấy bạn. Nhà nghèo mà tiền đâu có lắp. Theo như tôi biết nha, là cái chủ của cái căn phòng này trước đây á, là chủ tịch. Chủ tịch. Cho nên là người ta lắp cái bồn cầu xịn luôn. Mày thấy ghê không? À. Hả? Gì? Nói toilet đi, toilet. À cái này là cái toilet nha, chứ nói cái bồn cầu nghe nó cũng hơi ghê hả? Chịu mà đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phòng làm việc của tôi nha. Let's go. Và đây, thêm một cái rèm cửa nữa. Thì đằng sau rèm cửa này chính là phòng làm việc của tôi bạn ạ. Mời bạn vào chung với mình nha. Rồi, à quên, đây. Bạn nhìn thấy gì đây không? Cái này là cái cửa đó bạn, cái này là cái cửa mà người ta hay gắn ở ngay mấy cái cửa để chống em bé đồ cái kiểu bò ra ngoài các bạn. Thì tôi tính tìm mua cái cửa để tôi ngăn cái phòng của tôi sẽ có cái cửa ở đây, nhưng mà không tìm ra được cái cửa nào phù hợp hết, cho nên là tôi mua cái đồ chống em bé nè. Ủa sao lại gọi đồ chống em bé? Nói chung là mở ra làm cái cửa đấy, mở ra như thế này. À, đôi khi á thì tôi cảm nhận á là tôi vào trong đây nè, xong cái anh em đứng ở ngoài nhìn tôi á kiểu giống như là tôi đang bị bắt vậy các bạn. Sao cảm giác bất an quá ta. Mình không có làm gì phạm pháp chứ không sao đâu. Yeah.
Và xin giới thiệu với bạn, đây chính là phòng làm việc của tôi. Thì anh em cũng đã xem qua một cái đoạn người ta gọi là gì ta, đoạn giới thiệu hả? Giới thiệu phòng của tôi, intro đấy. Thì nói chung á là phòng của tôi hiện tại nó đang hơi tối xíu, các bạn thông cảm nha, tại vì tôi đã bật hết tất cả các đèn trong đây rồi á, thì nó cũng chỉ sáng được nhiêu đây thôi à, tại vì tôi lắp cái chần mây nè, mấy ông xem nè. Đấy, lắp cái chần mây á thì nó sẽ bị che mất ánh sáng, cho nên là nó không có được tối. À nhầm, nó không có được sáng, nhầm. Đấy, thì chỗ này có cái bóng đèn để tôi bật lên luôn đi cho nó sáng được nhiều sáng. Rồi đó, tôi bật thêm hai bóng đèn này nữa thì nó đã sáng hết mức rồi đó, giờ không có sáng hơn được nữa đâu. Cho nên là anh em thông cảm nha, hơi tối xíu. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ review từ bên góc này trước đi. Thì xin hiểu anh em, góc này là cái cửa, để đóng cái cửa lại đó. Đó, rồi xong, bị nhốt vào tù. Đấy, ơi. Ở bên này á, thì như anh em đang thấy thì là con Iron Man của tôi. Thì ngày xưa mấy bạn xem cái video vlog nhà cũ của tôi thì chắc bạn cũng biết tôi cũng có một con Hubbuster. Thì con Hubbuster nó to hơn con này rất là nhiều luôn. Thì cái con đó là con cũ rồi, cho nên là tôi với lại cái phòng tôi bé quá, tôi không chứa được con đó. Chính vì vậy cho nên là tôi có đem con đó để bên dưới shop. Thì anh em nào đến shop Hero mua đồ á, thì anh em có thể chụp hình check in với con đó. Đấy, ok. Thì ở đây tôi có một con nữa. Đây, thì con này là con Iron Man, thì con này nó có thể sáng đèn được á, nhưng mà ông anh làm cho tôi con này, ổng quên gửi tôi cái dây điện cho nên là không có sáng được hả. Thì anh đó là anh 10, thì chắc các bạn cũng biết rồi. Thì cái anh 10 này cũng đã từng làm mô hình cho rất là nhiều bên. Thì trong đó có một làm mô hình cho một anh là anh Độ Messi các bạn. Phòng anh Độ Messi có con Hubbuster rất là đẹp luôn á, thì cũng là do anh 10 làm các bạn. Thì đây mình cũng đặt ở anh 10 luôn. Đấy, trong đây thì mình sẽ có một cái tivi. Thì đây, giới thiệu anh em, đây chính là tivi của phòng tôi. Thì đây sẽ là cái tivi mà tôi dùng để chơi game, hoặc là tôi xem phim, hoặc là tôi lên livestream á, thì anh em sẽ nhìn thấy đằng sau lưng của tôi có cái background á, là sẽ là cái tivi này. Nó tôi thích chiếu gì lên thì tôi chiếu kiểu thế. Cái tivi này á thì nó khoảng 85 inch, thì nói chung là cũng rẻ các bạn. Tivi này là tivi của Xiaomi cho nên giá cũng rất là rẻ thôi, nói chung là rẻ nhất trong tất cả các loại tivi rồi đó. Thì tôi mua cái loại tivi này. Ở trên đây thì mấy ông thấy là tôi có lắp thêm mấy cái đèn vuông vuông vô cho nó lấp lánh nữa, kiểu cho nó đẹp hơn ấy. À quên nữa, ở bên này sẽ là một anh Iron Man nữa bạn ạ. Thì anh Iron Man này khác với anh kia ở chỗ là anh này là anh sẽ dính lên tường nha các bạn nha, và giống như là ảnh đang từ trong bức tường ảnh bay ra vậy đó. Đó, thì kiểu kiểu vậy. Thì cái kiểu này là nhiều người làm lắm rồi. Thì bữa tôi thấy có cái mẫu ở trên mạng thấy đẹp quá, thế là tôi cũng gửi cho anh 10, tôi nhờ anh 10 làm giúp tôi luôn. Bên dưới này thì sẽ là một cái tranh của Zoro. Thì mấy bạn cũng biết là tôi cũng thích Zoro, tôi cũng hay xem anime, nhất là cái đợt vừa rồi nó ra cái phim One Piece live action đó bạn. Trời ơi, thích anh Zoro phiên bản người thật, thật sự luôn đấy. Thì bên dưới TV này thì tôi sẽ có một cái ghế sofa. Thì cái ghế này là tôi quyết định chọn màu trắng để cho nó đẹp cái phòng. Đó, vậy ngồi cũng khá là êm, thoải mái. Ngồi đây, dù mà tôi đang ngồi livestream đây á, thì bạn bè tôi sẽ có thể vô đây ngồi, sau đó ngồi chiêu chiêu ngắm phòng tôi kiểu vậy. Ok. Đến với bên này, thì ở bên này tôi đang có một cái tủ. Thì nó hẳn là cái tủ này tôi không biết đựng cái gì, cho nên là tôi bỏ đại nút bạc, nút vàng phía trên nè. Đấy, dưới này là nút bạc, đây là gấu bông của tôi, với lại tôi mua thêm ít đồ ăn tôi để đây để kiểu tôi livestream tôi đói bụng thì tôi sẽ có đồ ăn tôi ăn. Bên này thì sẽ là tủ giày của tôi. Thì các bạn cũng biết mấy cái đôi giày của tôi rồi, từ phòng cũ qua phòng mới lúc nào tôi cũng trưng giày hết rồi, cho nên là cũng không cần giới thiệu nữa đâu. Bên này thì sẽ là mấy cái mô hình đồ chơi lặt vặt các kiểu, thì tôi sẽ để lên trên đây đó. Như các bạn thấy vẫn là mấy cái đồ ở nhà cũ thôi chứ cũng không phải là đồ mới hay gì hết. Có cái này đặc biệt nè, cái này mới nè. Đây chính là những con Doraemon mà tôi mới vừa mua được, đúng không? Thì mấy con Doraemon này để vô nhìn khá là dễ thương. Nói chung là bên này là mấy cái đồ cũ bên nhà cũ đem qua thôi à, chứ không có gì đâu. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo sẽ là dàn máy tính của tôi. Rồi, tiếp theo nữa thì sẽ là bàn làm việc của tôi, là máy tính của tôi á. Thì từ đó giờ tôi vẫn luôn xài bằng 4 màn hình để livestream cho các bạn dễ xem. Mà bên này thì tôi sẽ để phần mềm livestream nè, bên này tôi sẽ để YouTube nè, màn hình này thì tôi sẽ chơi game, còn màn này thì tôi sẽ đọc comment của các bạn kiểu thế. Thì tôi cũng đang sử dụng bằng máy ảnh để làm camera luôn, để lấy hình ảnh livestream cho nó sắc nét. Thì chính bàn làm việc của tôi đây, mấy bạn xem
Trên bàn làm việc của tôi thì như bạn thấy là tôi đang sử dụng một con bàn phím của Razer. Đấy, với lại trong đây là Stream Deck nè. Còn ở đây là mấy cái tượng con heo. Mấy ông cũng biết là tôi rất là có một cái sự đam mê với lại những con heo này. Tại nhìn nó đáng yêu các bạn. Ngày xưa nha, tôi mà không lấy linh vật là cá heo á thì chắc là tôi cũng sẽ đổi linh vật thành con heo. Thì tôi cũng đang dự định là tôi sẽ đổi con vật thành là con heo. Cái linh vật của tôi là cá heo, tôi đổi thành con heo. Nhưng mà tôi nghĩ lại kiểu cái màu của tôi là màu xanh dương, mà đổi con heo màu xanh dương thì có khác gì là con heo bị bệnh không? Con heo tay xanh nữa. Con heo tay xanh nữa, con heo dương bị bệnh đó, kiểu vậy hả? Thì ở đây là còn cái này khá là vui nữa bạn. Cái này là cái thuyền của One Piece, cái thuyền của Luffy đấy. Thì tôi không biết tên của cái con thuyền này, tôi nghe nói là con thuyền này nó cũng có một cái tên riêng của nó. Tôi cũng ít xem anime á bạn ạ. Tôi chỉ thích nhân vật Zoro thôi, chứ những nhân vật còn lại thì tôi cũng chưa hiểu là những nhân vật đó như thế nào. Nói chung mấy bạn thông cảm giúp tôi. Ở chỗ này thì có thêm cái máy. Đây là một cái máy nuôi Pokemon. Tôi nuôi mấy con Pokemon ở trong đây. Rồi thì mấy cái này thì nói thì nó dần lên các bạn cũng biết rồi. Ok, bên này nữa. Bên này tôi có để một con Doraemon. Thì này là con Doraemon đang nằm ngủ. Mỗi lần mà tôi ngồi tôi làm việc bên đây nè, tôi nhìn con Doraemon thì thấy rất là dễ thương luôn. Nhìn cũng khá là chill. Ở đây thì có tay cầm chơi game. Bên này thì sẽ có thêm cả máy chơi game của tôi. Cái máy chơi game xịn xịn. Ok, tôi sẽ để lên đây. Rồi điện thoại cái kiểu. Đây là bộ PC của tôi. Thì cũng giới thiệu với anh em luôn là đây là bộ PC mới của tôi. PC cũ của tôi thì tôi dùng cho cái màn hình này. Bạn thấy sau lưng nè, đây chính là dàn PC của tôi nè. Tôi sẽ giấu nó ở đây. Đó, thì tôi sẽ dùng cái PC này cho cái TV. Còn đây là thùng PC mới của tôi. Đợt đó là tôi livestream, mấy bạn kêu là livestream của anh sao xem nó lắc quá vậy. Cho nên là thôi tôi nghĩ lại, tôi mua một dàn PC mới luôn để livestream cho bạn cho nó xịn hơn. Đó, tôi cũng cố gắng cắn răng cắn cỏ đi mượn vay tiền ngân hàng cái kiểu đó để mình mua để mình livestream cho bạn xem cho nó tốt, hiểu không? Đấy, ok, chứ tiền đâu mà mua. Đấy, chỗ này thì có mấy cái đồ linh tinh lặt vặt, đồ trang trí thôi, kiểu vậy. Có một góc nha, chỗ này rất là nhiều bạn đam mê Zoro giống tôi sẽ rất thích, đó chính là góc dành cho Zoro. Ở chỗ này là tôi có một bức tranh của Zoro. Bức tranh rất là đẹp luôn. Xung quanh có gắn led các kiểu nữa đó, nhìn khá là chill. Thì ở đây tôi có thêm mấy cái tượng mô hình Zoro cái kiểu nữa nè. Tôi sẽ dành riêng cái góc này dành cho Zoro các bạn ạ. Đó, dành riêng góc này cho Zoro. Mấy cái tượng cũ rồi kia cũng khá là đẹp. Đấy. Ở chỗ này tôi còn có thêm một cái nữa thì chắc mấy bạn nhìn thấy bạn cũng để ý, đó chính là một cái hồ cá. Thì tôi chưa có nuôi cá bạn ạ. Tôi đang chưa có thời gian để đi mua cá cho nên là tôi tạm thời tôi để như thế này thôi. Tôi chưa có nuôi. Nói chung là bên trong á thì mấy bạn thấy là có một cái thành phố rất là đẹp, và trong đây có thêm một con Gundam bên trong nữa. Con Gundam đang bị kiểu như là rêu đổ rồi nó bám lên á. Con này phải Gundam không ta? Cũng không biết. Cũng không biết nhưng mà chắc là Gundam ấy. Ok. Bên đây thì tôi có thêm một cái máy. Cái máy này á là máy xông tinh dầu. Thì nó sẽ bốc lên này giống như là lửa vậy các bạn đấy. Thì cái phòng của tôi nó sẽ rất là thơm khi mà có cái máy này. Bước vô phòng tôi là sẽ có mùi thơm. Đó, nói chung là nơi mình làm việc thì mình cũng cần phải có cái tâm trạng nó tốt, bạn hiểu không? Nó thơm tho sạch sẽ thì lúc nào mình cũng làm việc nó tốt. Nói chung là phòng tôi là như vậy ha, cũng đơn giản bình thường thôi à. Ở trên đây thì trên trần thì tôi gắn mây lên, làm thành cái trần mây thế này để kiểu gọi là nhìn phòng cho nó chiêu chiêu. Còn cái gì để review nữa không ta? Chắc cũng không có gì để review đâu. Phòng tôi nói chung là đơn giản như thế thôi các bạn ạ. Phòng của mọi người á thì đa phần sẽ là có cửa sổ cái kiểu. Còn phòng tôi bạn thấy là không hề có cửa sổ luôn. Nhưng mà bù lại tôi có được cái ban công ngoài đây. Đây, dỡ cái này ra chúng ta sẽ có một cái ban công. Đây là cái ban công ở nhà tôi. Thì cũng đang trời tối bạn thông cảm nha. Đây là ban công của bọn tôi. Đó thì buổi tối thì tôi chán thì tôi sẽ ra ngoài đây, tôi đứng ở đây. Thì chắc các bạn đang thấy tối thui đúng không? Cho nên thôi chúng ta vào nhà nhé. Bên đây là phòng của Kai nữa các bạn. Thì phòng tôi với phòng Kai là chung với nhau. Nhưng mà khoan từ từ, phòng Kai để cho Kai review. Mấy bạn qua bên kênh vlog của Kai để xem nha. Xin mời đi vào nhà. Xin mời bạn cameraman đi vào nhà nè. Kiểu như là mỗi lần mà tôi nhớ Kairon hay gì á, tôi chỉ cần mở cái ban công ra thôi là tôi gặp Kairon liền luôn. Tại ban công Kairon với ban công phòng của tôi là nó thông nhau. Đấy, kiểu thế. Nói chung là như vậy đó bạn ạ. Đây chính là phòng của tôi. Thì mấy bạn thấy phòng mới của tôi như thế nào, có đẹp hay không thì các bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới tôi biết nha. Và sắp tới đây thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ livestream thường xuyên đấy. Tôi sẽ livestream vào mỗi tối, vào lúc tầm 8 giờ tối là tôi sẽ livestream. Hoặc là tôi sẽ live cách ngày, đó chính là 246 hoặc 357 gì đó thì tôi sẽ livestream. Thì tôi vẫn đang suy nghĩ đến cái lịch thì tôi sẽ thông báo cho các bạn sau nha. Hy vọng rằng là khi mà chuyển qua bên cái căn phòng mới đẹp như thế này thì tôi sẽ có nhiều ý tưởng hơn, tôi sẽ có nhiều gọi là động lực hơn để tôi làm việc, để tôi quay video livestream cho các bạn xem đấy. Và nhớ nè, xem video trên YouTube là miễn phí, cho nên là đừng ngại gì mà nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ cho tôi nha. Đừng có xem chùa nha mấy ông. Tôi để ý nè, đang ngồi xem chùa đúng không?
Không biết là có lần nào sẽ chuyển nhà tiếp hay không nữa, nhưng mà hy vọng rằng căn phòng này sẽ là căn phòng mà tôi ở được chắc thêm tầm 3-4 năm vậy đi, chứ chuyển nhà nhiều mệt lắm. Ok, vậy nhé. Còn vậy thì bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những buổi livestream và video mới của tôi nha. Bye bye.